Dạ vâng, em Tú chuyên cung cấp phụ kiện PSV đỉnh cao lại xin gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể anh em và các bác đam mê bộ môn súng hơi, súng nén khí đang theo dõi video ngắn của em ngày hôm nay nhé. Ngày hôm nay thì rất là vui lại được lên trả hàng đến hai bác khách đã tin tưởng và hàng bên shop hai khẩu FXQ3 lỗ cấu hình cao mà em đã lắp ráp hoàn thiện lên để trả hàng cho hai khách. Một cây thì sẽ trả hàng anh khách người Nam Định và một cây FXQ lỗ cấu hình cao này thì trả hàng anh khách người Khánh Hòa. Thì hai sản phẩm đây thì em đã lắp ráp hoàn thiện ok chuẩn chỉ rồi không nhá. Sau khi làm video giới thiệu đến cho anh em và bác tham khảo ở trên kênh thì em sẽ đóng hàng gửi trả hàng đến từng anh khách, từng bác khách một. Vì đây là hàng nhận qua hình thức gửi xe nên là bên em sẽ lắp ráp rồi test chuẩn chỉ gửi cho anh em. Khi gửi đi thì em sẽ tháo cái báng này ra này. Đấy, tháo báng ra. Và tháo đầu giảm thanh ra rồi đóng hàng làm một gói hàng gửi cho anh em qua hình thức gửi xe. Nhận hàng em được phép là kiểm tra hàng rồi thanh toán tiền. Tất cả những sản phẩm mà em đặt hàng thì em đều làm video test tâm thực tế trả hàng cho anh em qua Zalo. Nên là mua bán thì em cứ kết bạn Zalo cho bên shop qua số điện thoại em để trên biển kia để mua bán thôi nhé. Anh em cứ kết bạn Zalo qua số đấy để khi mà anh em đặt hàng thì em sẽ quay video lại test cái cây của anh em rồi gửi cho anh em qua Zalo để anh em xem. Hai khẩu này thì em làm video test rất là nhiều đăng tải trên kênh rồi. Đấy, cái mẫu này thì đợt này anh em đang giảm giá này, chiên này, 9 triệu 500 này. Bao gồm cả bơm. Giảm giá chiên cho anh em rất là nhiều đấy, anh em đặt mẫu này rất là nhiều cũng nhá. Đấy. FXQ lỗ cấu hình cao 9 triệu 500 nghìn. Mã thì em để bên góc trái màn hình. Em có thể đọc rõ mã sản phẩm ra thôi nhá. Cây bên trên này thì của anh khách người Khánh Hòa thì giá của nó là 10 triệu 500. Bao gồm cả bơm và một cân đạn chì. Thì hai anh khách ngày hôm nay sẽ yêu cầu là test chơi kẹo sờ lung. Đấy. Thì em có để hộp kẹo sờ lung đây. Đây là một cân đạn sờ lung thôi nhá. Thì ở cái cân sờ lung này thì bao giờ nó ít hơn là lấm. Nếu mà ở lấm thì gần 1.000 viên. Còn sờ lung này thì anh em được rơi khoảng là hơn 500 viên thôi. Đấy nhá. Đấy. Đây anh em nào mà muốn bem thú to thì mình chơi sờ lung. Còn bem chim nhỏ thì mình cứ chơi kẹo chì 5.5 cho em. Đấy là ok nhất có nhá. Cái cành này thì có thể chơi được hai dòng kẹo này. Bởi vì em đang sử dụng đó là cành XM8 zin chuẩn chỉ lại một. Cái này thì có thể là sử dụng hai đồng kẹo cùng một giải áp. Bởi vì em đã làm lại van và lò xo cho anh em. Nên là khi mà chơi ấy, em có thể sử dụng hai dòng kẹo cùng một giải áp và cùng một múc bướu luôn. Nên nó không chênh lệch nhau lắm các nhá. Cự ly xa thì có thể là chênh lệch chứ cự ly 50-60 m quay đầu ấy thì cự ly chơi lấm giữa tâm thì sờ lung vẫn là giữa tâm cho anh em. Các nhá. Đấy nên là em test fix tất cả lỗi cho anh em rồi. Đấy. Nên anh em nào có nhu cầu chơi thì cứ alo cho bên em sẽ lên đơn và lắp ráp gửi cho anh em. Đợt này cuối năm rồi nên là sẽ có rất nhiều chương trình giảm giá tri ân cho anh em. Nên anh em nào có nhu cầu chơi thì cứ alo cho bên em không nhé. Bên em vẫn nhận là lắp ráp gửi xe nguyên cây cho anh em bác chơi. Đấy gửi xe này quyền lợi của anh em sẽ là bên em sẽ lắp ráp test chuẩn chỉ cho anh em. Đấy, anh em chỉ việc bóc quà đi săn thôi. Chứ không như hình thức gửi ship COD. Ship COD thì anh em sẽ phải về tự lắp ráp lại. Cây một cây bích này thì em sẽ chia ra làm 3 đơn để làm sao mà anh em nhận hàng cho nó an toàn các nhá. Đấy còn gửi xe thì em chỉ cần nhận một gói thôi. Nhận làm một gói, đóng hàng rồi về anh em xoáy giảm thanh và xoáy báng tay báng vào là ok thôi các nhá. Đầu tiên sẽ giới thiệu đến cho anh em khẩu 9 triệu 500 trước của anh khách người Hải Phòng đây. Thì quy thì bao giờ em cũng làm duy nhất đó là quy hàng quy tactical phiên bản Sài Gòn cho anh em. Bán gốc rút chữ A, có sụp trôn toàn bấm. Đấy, đã fix tất cả các lỗi cho anh em. Thay lò xo thửa cho anh em rồi nhá. Lò xo cực kỳ khỏe luôn. Van cờ đi kết khoang áp độ. Đấy, van này thì đã qua xử lý và làm lại của bên em. Bình là bình carbon, bình palac, bình đẹp cho anh em và các bác. Giảm âm Vicen Phi 48 cực kỳ lên. Cành của cây này thì anh khách yêu cầu là tiện về 40 cm. Đây, cành này là cành 40 cm các bác nhá. Đấy, nó sẽ dài đầu giảm kia là 40 cm cho anh em chơi. Đấy, cành 40 cm. Cành XM8 zin chuẩn chỉ lại một này, 8 cực tuyến có thể chơi được hai dòng kẹo là lấm chì sờ lung. Kính ngắm quét Hunter thông số 4-16-44. FFP chống rung chống giật, chống nhảy tâm, có ốc cảm tâm cho anh em chơi. Con này tâm số thôi kính nhá. Cực kỳ đẹp, tâm cực kỳ đẹp cho anh em. Đấy, 9 triệu 500 thì em sẽ được sở hữu cho mình một cây như thế này. Còn 10 triệu 500 thì em sẽ sở hữu cho mình một cái cấu hình cao cấp hơn. Kính thì sẽ là một con kính ngắm Discovery hàng HS chống rung chống giật, chống nhảy tâm. Tâm số và có đèn hồng tâm bắn ngày và đêm cho anh em chơi. Đối với dòng kính này thì bây giờ nó cải tiến hơn, nó là có đèn hồng tâm xanh đỏ
bắn ngày và đêm. À, con này nó chỉ có một đèn hồng tâm duy nhất, đó là đồng tâm đỏ thôi nha, không có đèn hồng tâm xanh, một mốc đèn hồng tâm đấy. Chống rung, chống giật, chống người tâm, Discovery HS 4-16 x 44 NFIZ FFP, chống rung, chống giật, chống người tâm đấy. Có chụp kính cực kỳ hầm hố cho anh em này đấy. Quy vẫn là quy hàng quy tactical phiên bản Sài Gòn thôi nhá, chỉ khác mỗi kính thôi đấy. Ba gấp rút này, van cờ kép khoang áp độ này, bình carbon này, giảm âm thì là Agifox phi 3 48 đấy, cành XM8 zin chuẩn chỉ loại 1. Cành này thì anh khách yêu cầu để nguyên là 2 binh 50 cm thì nó sẽ dài như thế này các bác nhá. Đấy, một cây hoàn thiện từ đầu báng đây cho tới đầu giảm thì nó sẽ dài 1 mét. Anh em nào mà muốn ngắn gọn ấy, thì báo shop sẽ làm ngắn gọn cho anh em. Đấy, cành này thì bao chuẩn chỉ trụ cho anh em cự ly 100 m chuẩn tâm, 150 m anh em săn cò thoải mái các nhá. Đấy, chơi xòe lùng cứ 150 160, thậm chí xa hơn em chơi thoải mái. Thì khi anh em mua một cây như này sẽ được tặng kèm đó là một cái bơm đồng to lỏng to và một cân đạn trì, băng đạn đi kèm, răng sim phụ kiện, tất cả những link phụ kiện liên quan đến cây củi của anh em đều được đi kèm đầy đủ để về anh em chơi nhé. Đấy, trong quá trình chơi anh em có thể là lỗi hay là sửa xì soạt ở đâu thì anh em có thể tự khắc phục các bác nhé. Đấy, bởi vì trên cây củi này thì chơi một thời gian cái van này sẽ bị nhiều khi là sẽ bị tràn áp này, hoặc là áp nó còn sôi không đều thì em phải tháo ra thay sim của cái van đi để cho cái van ổn định các bác nhé. Đấy, có anh em nào mà không biết cách sửa chữa khắc phục ấy thì có thể alo cho em qua số điện thoại kia để bên em sẽ hướng dẫn anh em cách khắc phục, hoặc là anh em gửi về bên em sẽ làm lại cho anh em các bác nhé. Đấy, anh em đừng có ngại về cái vấn đề bảo hành, tất cả những sản phẩm anh em mua hàng ở bên em thì đều được bảo hành, nên anh em đừng có ngại về cái vấn đề là bảo hành không nhé. Anh em cứ alo cho anh em, lỗi gì hay là hỏng hóc gì thì bên em sẽ hỗ trợ anh em khắc phục để anh em có một cây củi hoàn thiện ok nhất có nhé. Còn video ngắn ngày hôm nay thì lên giới thiệu đến cho anh em hai khẩu đây, thì em cũng xin phép anh em và các bác kết thúc đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé.